Chào bạn nha. Mới nhận con Oppo F1S nha. Con này bị loa. Loa nói không nghe. Nghe nhỏ xíu à. Bây giờ mình tháo máy ra thử nha. Máy này còn ring các bạn. Tem còn. Còn tem luôn. Con này cách đây 2 năm mà rất là hot à. Bán rất là chạy. Giờ thì nói chung nó xuống đời rồi. Oppo ra rất là nhiều model. Đây là cái loa trong nó này các bạn. Thì cái bình là nói nghe nhỏ. Nói nghe nhỏ thì một là hư loa đấy. Hai là cái màng loa nó bị ngạt.
mà lo lâu ngày bụi. Nhiều quá. Bụi bám nó nhiều quá. Chê hết đi lo. Trống này bạn, cái màng lo nó bị chia đất vệ sinh hết rồi.
Ok các bạn,